gần nó mình nghe được cái đồng thơm. Wow. Tamarind thịt ba rọi. Dạ. Wow. Là tất cả đồ ăn mình chỉ dùng gốm sứ hết. Gốm sứ là hàng xuất khẩu của Minh Long á. Dạ. Của Minh Long hả gì? Dạ. Wow. Thương hiệu Minh Long rất là nổi tiếng ở Bình Dương mọi người. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm hơn 11 giờ trưa tại Sài Gòn nha. Mình tiếp tục chia sẻ cho mọi người về chủ video ẩm thực quận Tân Bình, đặc biệt là món cơm trưa ở Sài Gòn. Món cơm trên vỉa hè thôi mọi người, nhưng mà mình rất là bất ngờ và rất là kinh ngạc về cái khâu mà chế biến và cái khâu độ sạch sẽ như nhà hàng luôn mọi người. Đó, thì cái quán cơm nó nằm bên đây, đó, trên vỉa hè thôi. Trên vỉa hè nha. Quán có tên là quán tôm cây khế. Quán nằm trên địa chỉ là 60 Ni Sư Quỳnh Liên, quận Tân Bình nha. Đó, quán có tên là cây khế tại vì nó ngay chỗ này có một cây khế. Đây, mọi thấy không cây khế này? Wow, cây khế này nghe chị chủ nói là mấy chục năm rồi, hơn 40 năm rồi. Mình sẽ qua mình chia sẻ cho mọi người coi như thế nào. Đây mọi người thấy 4 tủ đồ ăn đầy ắp luôn. Mấy chục món ăn chắc mình phải nhờ cô chủ quán để đọc tên món ăn và giá cả cho mọi người tham khảo nha. Đây là cái món thịt ba rọi kho quẹt. Dạ. Mà cũng là thịt ba rọi kho tiêu. Dạ. Kho quẹt thì cũng là cái món này. Dạ. Là 30 ngàn. 30 ngàn hả cô? À, cơm qua là bao nhiêu một trái? Một trái là 20 ngàn. Dạ. Mực xào, cái này là mực xào tập cẩm. Dạ. Là 35. 35 ngàn. À. Dạ. Còn đây là mắm chưng thịt thuộc dịch. Là 30 ngàn. 30 ngàn là được mấy miếng như vậy cô? À, 2 miếng. Dạ, được 2 miếng. Có dưa mắm nữa ha. À, có dưa mắm đó. Cái ngừ mà kho thơm 35 ngàn. Dạ, yeah. Cũng là một đứa luôn. À, cái thứ nào mà nhỏ quá thì cứ rưỡi. Dạ. Cái thu kho cà cũng 35. Dạ. Yeah. Wow. Con này là sườn non. Sườn non diêm nước dừa là 40. Là 40 một dĩa. Dĩa to luôn. Tôm riêng này là 30 ngàn. Tôm riêng này 30 ngàn là hai con với lại thịt. À, đây. Tôm này nó to quá trời, giống tôm càng luôn. Hai con với lại là... Bấm đây, bấm lên đây. Rồi còn chả cá thác lát. Dạ. Chiên. À, một dĩa cơm là miếng này, đây là đặc sản, cái này là rất là ngon. Ở đây 30 ngàn. À, 30 ngàn. Có đậu hũ dùng thịt 30. Dạ, 30 ngàn. Xíu mại, hai viên xíu mại là 35 ngàn. Dạ, 35 ngàn. Dạ. Nhiều món quá hả cô? À, dạ rồi đây. 30. 30. Một miếng thịt to vậy luôn. À, một miếng thịt to vậy luôn. Dạ. Đó này là à, một miếng to bản vậy. Đó, một miếng vậy nè. Dạ. Với là một cái trứng đó. Dạ là 3. Rồi. Còn mực á là 40. 40 là rồi. Được mấy con cô? Hai con. Dạ được hai con. Rồi, học sinh dĩa đưa tới. Rồi, con nhỏ. Dạ, dĩa đưa tới. Giá 30. Dạ. Cô 25. Cô lóc 30. Nè, cá chẽm chân tương là 35. Dạ. À, khô lóc một nắng á là 35. Dạ. Cá chê 30. Rồi sườn cốt lết, sườn cốt lết là ram. Dạ. Là 30. Dạ, 30. Đùi gà đùi ti là 30. Dạ. Này, khô dứa đó, khô dứa là khô dứa một nắng đó. Còn cái này là 35. Dạ. Là lỗ tai heo phá lấu 35. Dạ. Sườn gốc lết nướng là 30. Dạ. Sườn non sườn cộng nè. Dạ. Là 50. Là mình bán nguyên một cộng vậy hả cô? Một nguyên một, dạ, cộng, dạ. Nguyên một cộng vậy là 50 em. Dạ. Đó. Là 35. 35 ngàn. Ba rọi nướng. Dạ. Là cá là đồng giá là 25. Dạ, cá kho là đồng giá là 25 hết luôn. 25. Dạ. Rồi. Vậy cá hố. Ừ, cá rô là 30. Dạ. Hú hả? Cái ếch kho là bao nhiêu cô? 35. Dạ 35 ngàn. Quán của mình là bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả cô? Khoảng là 10 giờ. Dạ, 10 giờ cho tới 2 giờ. Dạ. 10 giờ sáng cho tới 2 giờ. Dạ. Dạ. Vì ở đây là cơm trưa cây khế hoặc là cơm trưa cây khế miền Tây. Dạ. Thì không có chi nhánh. Dạ. Chủ nhật nghỉ một ngày chủ nhật, đầu tuần là từ thứ hai cho tới thứ bảy. Dạ. Thì là quê ngoại là gốc là Tiền Giang Cai Lậy. Dạ. Thành ra chị mà chị làm những cái món này là theo mà truyền thống đó, hồi đó là má gì còn đó, má gì chỉ, giờ má là qua đời là cũng tám mấy tuổi qua đời rồi, cũng để lại mà những cái món ăn để cho con cháu để mà nấu nghiệp. Món ăn là một lên cỡ 10 thành nhiều món của miền Tây nhiều hơn. Đúng rồi, dì nấu đây khẩu vị miền Tây. Dạ, cảm ơn cô ha. Rồi. À, cái nồi cơm mọi người, đây là cái nồi cơm mà cái xửng cơm hấp nè, hồi cái sáng. Cái bếp là dì đẻo nè. Mình đẻo luôn hả dì? Tự dì đẻo luôn á. Dạ.
Cơm này là sau khi mình nấu ở trong kia ra thì mình đem ra đây mình hấp cho nó nóng. Đó, dạ. Dạ, và như, và được sự đồng ý của cô á, thì mình đã có mặt ở đây từ sáng mọi người để quay cái khâu chế biến cho người xem. Đó, khâu chế biến của quán cơm vỉa hè nè. Mọi người thấy cơm vỉa hè nhưng mà mình đánh giá rất là cao như trong nhà hàng luôn á. Khá là sạch sẽ. Rồi, mời mọi người quay trở lại buổi sáng để mình quay cái khâu chế biến vài món ăn cho người tham khảo nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Thì mình đang có mặt ở trong khu bếp mọi người để quay chia sẻ cho mọi người về món thôi, chứ quán tôi thì rất là nhiều món luôn. Đây là khâu nêm nếm gia vị nè, rất hiếm khi là mình quay được cái khâu nêm nếm gia vị như thế này. Ngoài trừ cái quán nhà mà VNT của mình hôm bữa mình có quay với thời dịch Covid á, đây là cái không gian đó, tôi sẽ sơ cho người xem. Qua wow, con thấy cô là ở đây gì là nếm gia vị trước xong mình mới cho đồ ăn vào phải gì? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Rồi thấy không? Đó. Tôi thấy từ đó qua đó mà một bình gì là. Đây là mọi người. Trong video thì sẽ có một vài đoạn niêm gia vị thì mình không có chia sẻ cho mọi người được, đó là bí quyết riêng. Còn một cái vài gia vị cơ bản thì mình sẽ quay và chia sẻ. Đó là ớt đó mọi người. Ủa, cái này là thao tỏi phi hả cô? Thao này, cái này là phi sẵn nè. Dạ. Để chị làm không có mất cái thời gian đó. Dạ. Mỗi một ngày là mình xài một thao gì nè. Dạ. Một ngày là mình xài một thao tỏi phi vậy. Khoảng là trên 2 kg, 2 kg rưỡi tổ tiên. Dạ. Để khi công đoạn làm thì nó nhanh hơn. Còn thấy có một mình gì làm thôi. Một một mình gì làm. Tức là nhà có mấy đứa em cháu nó hỗ trợ cái chỗ mà chỗ mà pha chế á. Dạ. Cái này là thấy nước là nước mắm này chị làm sẵn rồi, giờ chị bỏ tỏi bỏ ớt vô thôi. Tỏi và ớt vào là nhưng mắm. Mà đặc biệt cái quán gì gì không có làm món nào mà trước, chỉ có cái nước mắm chua ngọt chị làm trước thôi. Dạ. Còn ra là 7 giờ mấy là chị bắt tay vào việc. Dạ. Cái khâu nước mắm mọi người, một số nguyên liệu ở giữa thì mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình xem. Rất là nhiều nguyên liệu của cô dì ớt luôn. Nước mắm một tí nữa mình quậy và mình sẽ cho ra ăn sẵn. Rồi đó, quậy đi Hải ơi. À, cô nêm nếm xong sẽ có chị này quậy gia vị lên. Cái này là gì? Dạ. Chị không có dính vô nữa. Dạ. Dạ. Vậy là gì là xong rồi. Dạ. Rồi. Gần đó mình nghe được cái đồng thơm. Đó là mình làm phá lấu hả cô? Phá lấu lỗ tai hả? Con thấy còn lỗ tai mình còn nguyên vậy là khi nào chín mình mới cắt ra hả cô? Cắt ra. Dạ. Có điện tốt lết không? Lết làm liền á. Có. Nó chưa đem lên hả? Dạ. Mọi người thấy có heo nè, khi nào chín thì điện mới cắt ra. Tốt lết mọi người. Thường tốt lết ra. Dạ.
Ở đây mình ram hả cô? Dạ, sườn non. Đó, bắt đầu ướp sườn non. À, sườn này là mình đã luộc sơ chín rồi đúng không chị? Chụm, dạ. Tẩy cho nó sạch á. Dạ. Rồi đã... có mình rửa sạch mình mới để vô mình làm. Dạ. Mùi thơm quá mọi người. À, ớp gia vị để đây một tí nữa cho chế biến sao ớp hết luôn mọi người, quá trời món luôn. Thịt thục vịt, mắm chân thịt thục vịt, mắm thường mắm chân này là của người miền Tây đúng không cô? Dạ. Dạ. Mắm chân thịt thục vịt mọi người. Dạ. Dạ. Qua cái điều lên đó là dạ. Bỏ lên trên. Món này là đặc biệt là khẩu vị của người miền Tây. Dạ. Ủa cô là mình người miền Tây luôn hả cô? À, đi ra là Tiền Giang Cai Lậy. Dạ. Mình là gốc của Tiền Giang Cai Lậy. Gốc Tiền Giang Cai Lậy dạ. Bên ngoại. Dạ. À, chừng tắm mọi người. 40 phút. Dạ, 40 phút là sẽ chín ha. Dạ. Gà này mình làm thành món gì cô? Gà này thì con đi sợi ớt, còn cái đùi thì ruti đó con. Dạ, yeah, cái đùi là mình làm ruti. Đó, ruti. Còn cái phần dưới đùi là mình làm kho cà đi sợi ớt. Dạ, kho hả nhỉ? Thịt gà là kho cà đi sợi ớt là một cái món truyền thống của người Việt Nam ấy. Dạ. Yeah. Xong mình ướp gia vị đi mọi người. Đây là đùi gà rô ti nha. Đây là thao để mình kho gà đó mọi người. Gà kho sả ớt mọi người. Đây mình sẽ bỏ cái mâm gà vào. Ở bên đây là cái chảo. Chảo tỏi phi nó rất là nồng mọi người, đứng gần bếp rất là nồng. Đó, hấp dẫn chưa? Úp cho con miếng dầu. Đây mọi người, mình chia sẻ cho mọi người, đây là người chị làm bếp than củi mọi người chứ không phải than tổ ong nha. Đây là cái chảo ba rọi khô quạt rồi. Ba rọi khô quạt. Cái chảo này mình sử dụng lâu chưa cô? Chảo này hả? Chảo này thì nó cũng là lâu rồi. Lâu rồi hả cô? Lâu rồi. Lâu rồi, cô thấy ông có một cái vết lọ nào luôn. Ông là vì coi như là hồi trước giờ là ở nhà xài là trong ngoài gì phải trắng. Dạ. Chứ không trong trắng ngoài đen thì không được. Trời ơi, cái chảo to mà bóng mọi người, sang bóng luôn. Còn đây trong chảo gì là dạ. Chưa hết rồi. Còn cái món này là cái cá nục con. Cá nục. À, cái món nhỏ nhỏ là mình sẽ làm bằng bếp điện ha. Đúng rồi, đặc biệt là bếp này rồi nồi này rồi kho ra nó mới ngon. Dạ. Rồi kho quẹt. Mọi người thông cảm là xác ở bên đây nó có một cái công ty làm sắt thép. Trời ơi, nó kêu kịch 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 luôn. Mọi người thông cảm nha. Đây là mình làm cái món gì vậy? Dạ, ớt ha. Mình đang đứng ở cuối của khu bếp của gì? Mình thấy ở bên tay trái là cái khu chế biến, ở bên giữa là cái khu
nêm nếm gia vị đó. Ô chính là hồi nãy món ớt đây xào sơ bây giờ nêm biết rồi. Cho nó săn cái thịt lại. Dạ. Nó không tanh. Dạ. Chứ còn mà bỏ vô một lúc thì nó hơi bị tanh lắm. Dạ. Cái này là nó làm thì nó rất dễ làm nhưng mà nó có một cái là mình phải biết cái khoảng mà để nó không có tanh á. Yeah. Cái thứ nhất là mình phải làm ớt cho thật là sạch. Yeah. Để cho thật là ráo. Mà khi mình pha chế vô mình xào nấu thì nó không có bị tanh. Yeah. Cái phần cá thì với ớt thì nó hay có cái trường hợp như vậy. Yeah. Cái miếng ớt cho nó thật là săn chắc rồi mình mới bỏ gia vị. Yeah. Vô. Rồi Hải ơi, Trang ơi. À, một miếng thịt này là để mình làm món gì vậy gì? À, thịt kho vịt đó ha. Là kêu bằng thịt kho nước dừa. Yeah. Thịt kho trứng là cũng nói luôn. Yeah. À. Vô đi kìa kìa. Cái dao sắc ngọt quá trời. À, thịt kho trứng là mình ướp một cái nồi to vậy hay gì? Đó. Sau khi thịt sắc ra xong thì mình sẽ ướp mọi người. Ướp để làm thịt kho trứng. Okay. Cái thau ướp cá lóc mọi người. Trời ơi, cái đầu cá lóc nó to kìa. Cái to hơn. Rồi cái hú nè thì cái hứa nó to hơn. Mỗi chảo là một món ha. Dạ. Cá lóc, cá hú. Dạ. Mình đang ở trong khu bếp thì khá là cũng khá cẩn thận một tí. Tất bật đó trong đoạn ớt này. Ớt xào xả mình chính rồi ha. Cái này là cái món này là cái món là truyền thống từ đó giờ. Yeah. Mình đổ ra cái băng tô như vậy luôn hay gì? Wow. Tô sứ mà mọi người. Đây là cái dĩa nè. Wow, hấp dẫn quá. Lần đầu tiên mình đi quay món cơm mọi người. Món cơm ở Sài Gòn mà chủ quán người ta là sử dụng bằng cái vị sứ này gọi là gốm sứ. Rồi nước chưa? Dạ, ok gì. Ồ, nước là mình sẽ để riêng hả gì? Nước để riêng. Dạ. Rồi cái này là xong chưa chị Vân nha? Dạ, cho mình sẽ đo cho lên tủ ha. Rồi, rồi. Dạ. Wow, là tất cả đồ ăn mình sử dụng gốm sứ hết. Gốm sứ là hàng xuất khẩu của Minh Long á. Dạ, của Minh Long hả gì? Dạ. Wow, thương hiệu Minh Long rất là nổi tiếng ở Bình Dương mọi người. Gốm sứ Minh Long. Đó, mình thấy nè. Đúng là sang chảnh luôn. Quán vỉa hè thôi mà rất là sang chảnh luôn. Mình thấy những cái giá đây cũng giá bằng cây luôn mọi người. Rất là hay ha. Và bên đây là cái chảo kho ớt, kho gà mọi người, kho gà kho xả. Đây là món cá nục kho tiêu, cá nục kho lạc. Cá nục kho lạc. Đó. Đây mình bán theo một phần là một con hay gì? Một phần hai con hay dạ. Một phần hai con. Đó. Dạ. Tại vì khi mà cá nó mua đẻ thì bán đẻ. Dạ. Đây đây luôn. À. Gà kho chả ớt. Gà kho chả ớt mọi người ơi.
thơm quá. Thơm phức. Sao mình không cho nước, nước nó nằm chung một dĩa hay gì? Nó cái dĩa này cái nó cạn quá. Dạ. Nó thành ra để như vậy khi mà tán đó thì cái nước để riêng vậy nè. Dạ. Cho nó vô được có như đây thôi. Dạ. Còn để vô mấy cái kia thì nó cái gà khoai sả người rất hấp dẫn luôn. Cái dĩa xem xí. Rồi cái món heo quay cái chua cũng chín là mọi người. À. Sẽ lùi ra ở trong cái bếp này nó nguy hiểm luôn, nước nóng nước sôi cẩn thận. Mọi người thấy cái dĩa, dĩa to gân sứ á, gân sứ mình làm. Cái miếng heo quay con thấy là từ miếng to vậy là làm sao mình cắt ra vậy? Nó mềm, nó biểu ngon lắm. Dạ. À, theo khách yêu cầu thì mình cắt ra, còn không là thường thì mình để luôn. À, một phần là một miếng to một vậy hả gì? Một miếng vậy đó. Dạ. Thịt heo quay kho cải chua mọi người. Bán là một phần là một miếng to vậy. Không có bịch á. Tăng hương hơi thơm mọi người. À, bên đây là mình gọt thơm bên đây ha. Coi như tất cả những cái gia vị mà để mà chị tham gia việc gì làm á, coi như sáng ra gì làm thôi chứ không có làm trước. Làm rồi tư sáng thôi. Thịt cá này mình ngâm con nước mà ngâm muối rồi đem ra rửa cho nó không có tanh, nó bớt đi cái mùi tanh đó con. Bởi vì cá của dì làm ở đây ra là đặc biệt là nó không có tanh. Cá đồng, cá biển gì cũng vậy. Cái mấy cái lúc mà pha chế đó là mình chịu khó mình kỹ chút. Bán rồi bắt lên rồi kèo cho nó sơ đi rồi còn con rơm. Rồi với cá ngừ. Một phần bên này chị kèo sơn nhá là để chị xào đồ la ghim á, như bông cải rồi dưa, rồi thơm xào với mực với thịt. Xào thơm trước cho nó thấm thơm, nó ngon. Đó là bỏ cá vô thôi. Là tới công đoạn làm cá mọi người. Làm cá là mình sẽ làm trên bếp điện nè. Cá ngừ này mình chiên xong rồi mình mới kho hả chị? Dạ. Tầm 10 phút bây giờ sẽ chở cá mọi người.
Dạ. Này là món gì vậy? Cái này cá chẽm chân tương con. Dạ, cá chẽm chân tương. Tôm riêng thịt ba rọi. Dạ. Tôm riêng thịt ba rọi. Dạ. Món thịt tôm riêng thịt ba rọi. Trời ơi, hấp dẫn. Này món cá lóc đúng không vậy? Cá lóc. Dạ. Nhanh đi. Cá lóc người ơi. Mình phát hiện ra có một cái trứng cá lóc ở chỗ này. Trứng cá lóc. Còn bên đây là cá hú. Cá hú thôi. Dạ. Cá lóc cá hú. À. Mỗi cá là hai chảo. Hấp dẫn chưa? Nước sôi. Wow. Đây là món sườn hả gì? Sườn non. Dạ sườn non. Dạ. Ồ, thơm quá, nhìn nóng là muốn ăn rồi. Món sườn non. Sườn non rang nước dừa. Đây là món sườn non rang nước dừa. Cá ngừ kho thơm này mọi người. Hồi nãy là mình đã chiên sơ, và bây giờ là mình sẽ kho thơm. Dạ, chiên xong mới kho. Con cho cái tô đi con. Gà rô ti này mình chín chưa gì? Chín rồi, giờ gì xuống đó. Dạ. Xuống liền luôn á. Dạ. Chín luôn rồi mọi người. Mực chuồng thật mọi người. Rất là tươi. Ở Phan Thiết và vô ấy. Dạ.
Bên đây là món măng kho thịt. Còn bên đây là món đậu hũ kho thịt. Dạ. Nhìn cái tô hấp dẫn quá. Không ba rọi con quạt này là của người miền Tây hay gì? Đúng rồi, dạ. Người Nam á. Dạ. À, mình chia sẻ thêm cho mọi người, đây là cái cỏ mà nấu cơm mọi người. Có mười dĩ đúng không anh? Dạ. Một dĩ là được bao nhiêu ký anh? Dĩ gần 5 kg, dạ, khoảng 5 kg, nhưng mà mình không nấu, không nấu 5 kg, nấu dạ. Yếu yếu lại xíu. Cơm tươi xốp hấp dẫn quá ha. Nấu bằng gạo Tài Nguyên Chợ Đào. Dạ. Với lại gạo dẻo của Thái Lan á, dạ. Hai cái pha lại. À, bây giờ cũng hơn 11 giờ. Thì mời mọi người quay trở lại để mình chia sẻ nó trọn vẹn hơn về video cơm trưa ở Sài Gòn, đặc biệt là cơm chỉ nha. 4 chiếc xe hoành tráng luôn, cơm cây khế. Thêm 7.000. Với lại cuốn lớp khó đó, đây là cô chủ luôn. Cơm nó cũng khác chứ. Cơm này đổ. Nửa hộp nữa đi, hộp nữa đi. Làm cho em hộp hai ba đậu bột mắm nha. Ờ đúng rồi, chị đang làm nè. Rồi chấm cơm bún kho. Vô uống ra đi. Còn đem nè. Cơm đem mày. Dĩa đi, dĩa cơm nhèo đi không? Rồi bún. Một dĩa cơm tắm chân chơi nè. Nửa đi không, miếng hả? Đóng hộp nó dễ ràng thôi. Để cái chén muốn mắm gì vậy cho nó. Cái mắm luôn em. Dạ con. Không, nó chua. Hợp. Con mời bà đi con. Cho mâm canh cho tám thôi. Rồi, nốt nè. Ở phía đầu bên kia thì có hai em giao cơm và tính tiền mọi người. Ở phía trong thì có một chị múc cơm hộp, còn chị múc cơm dĩa, và cô chủ quán này múc cơm. Dạ. Còn chị này ở đây thì bỏ đồ xào. Mọi người một phần. Anh ghi giấy bỏ vào trong cho chị kia để làm cơm hộp được rồi. Đó. Chị mấy chị này tới thì chỉ món thôi. Chưa. Lóc kho vậy 25 nha. Dạ. Cá lóc kho là 25 nghìn. Wow, mọi người thấy cơm chính là đem ra liên tục luôn. Dạ, dạ. Cái cô làm tươi quá mọi người. Mình thấy rất đông mà cười rất là tươi. Hết hết lớp kho à, đây mới 2 dĩa. Rồi, cảm ơn anh. À, mình ngồi cái bàn trên vỉa hè như thế này thôi. Vị trí ăn là vỉa hè nhưng mà cách bài trí nhìn rất là sang chảnh luôn. À. Đó, cơm thịt kho trứng mọi người 35.000. Trời ơi, thịt heo bây giờ không rẻ đâu, nhưng mà mọi người thấy mặn to bằng cái dĩa luôn, một cái trứng nè. Cơm đùi gà. Nên mình kêu thêm cái đùi gà thôi. Cái đùi này 25.000, đùi gà roti. Thấy hấp dẫn quá. Còn cá lóc kho, ở đây cá kho thì 25.000 mọi người. Có được cái trứng cá nữa nè.
Đó. Nhưng mà mọi người không ngồi ở đây, không ngồi ở đây thì mình có thể ngồi bên đây. Bên đây ở đây chủ yếu người ta mua đem hộp đi cũng khá nhiều. Đó, mình ngồi bên đó. Trước mặt mình là cây khế. Cây khế này mấy chục năm tuổi rồi nè. Đó, quay cũng đói bụng rồi mọi người. Bây giờ là mình sẽ ăn cơm. Con thịt rất là to, 35.000. Và còn miễn phí cơm thêm nữa. Đó, tuyệt vời. Đó, chèn ra cho nó cay. Trời ơi, thấy cái trứng này hấp dẫn quá. Ăn cái trứng này hai cái luôn rồi. Đó. Trứng rất là bùi mọi người. Vị ớt khá là vừa ăn. Nó đậm đà, nó thấm vào miếng trứng luôn. Mọi người thấy cơm. Cơm trắng tinh luôn. Không bị nhão nha. Rất là ráo nước luôn. Wow. Còn thêm vừa gà rô ti nữa. Công nhận miếng thịt to thì còn vừa đem vào. Cái này quá tuyệt vời mà. Anh chị các bạn mình làm. Nếu có khó khăn trong việc tìm địa chỉ á, thì mình đích vào đường link Google Maps nha. Mình có ghi nó phần bình luận đọc thông tin chi tiết luôn. Miếng thịt săn chắc mà được. To thịt khá mềm luôn mà có thể xé ra được luôn. Ở ngoài đây nó có một cái bán mỡ mọi người, cái màu á mọi người thấy vô cùng hấp dẫn luôn. Thịt ngọt mềm, khá mềm. Cái vị thì cô là người miền Tây, vị tương đối là nó ngọt ngọt mọi người. Nếu thấy video hay, hữu ích, nhớ đăng ký kênh để mình có thể nhận được nhiều video giá trị hơn. Và đừng quên nhấn vào nút cái chuông bên cạnh nút đăng ký. Còn bây giờ thì xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Xin bye bye. Trên mọi cái bàn đều có bình trà đá luôn. Quá hấp dẫn luôn.